Dạ vâng, xin chào quý cô bác anh chị và quý nhà đầu tư. Thì cũng như mọi ngày, hôm nay nhà đất Vân Trường sẽ tiếp tục đi quay và giới thiệu đến mọi người về một cái lô đất nằm ngay vị trí xã Nâm Nờ Đia, huyện Karông Nô, tỉnh Đắk Nông. Lô đất mình với tổng diện tích là 567 trong bìa, gần 568 nha mọi người. Thì lô đất mình nó nằm ở thế chiền và lô đất của mình nếu mà tưới tắm thì phải dùng suối nha mọi người nha, bơm từ dưới suối lên đã mất đi hai ba cuộn ống. Còn lô đất của mình nếu mà lấy ô tô đi vào là vào được đến đất đến dãy luôn, kể cả ô tô gầm thấp cũng vào được, tuy rằng con đường đất này nhưng mà nó rất là sạch sẽ nha mọi người nha. Thì đất của mình hiện tại đang được trồng cà phê, mà đất của mình cái chất phù sa của mình là đất đỏ Ba Gian rất là đẹp. Thế đất của mình thì nói chung là mình bay ở cái mức độ này thì đất nó cũng hơi chèn chèn xuống nha. Nếu như quý cô bác anh chị mà cảm thấy ưng ý về cái lô đất này, có thể là alo trực tiếp đến với nhà đất Vân Trường hoặc là cố gắng theo dõi hết video để biết rằng cái lô đất mình có cái gì nha mọi người. Và cái lô đất này của mình thì tuy rằng diện tích nó chỉ có 567 thôi, nhưng mà mình thấy nó cũng rất là đẹp. Thế đất nó hơi chiền, không quá dốc, nhưng mà độ bằng của nó thì cũng không phải là quá bằng, cũng có thể gọi là chấp nhận được. Ở dưới đây là cái con suối, suối này nó là suối 24 nha mọi người, từ chân đập Hồ Y Thịnh nó thả xuống. Thì mình thấy cái nguồn nước thì không bao giờ thiếu hụt nha. Còn nếu như quý cô bác anh chị mà cảm thấy ưng ý về cái lô đất này thì có thể là mình gửi cho quý cô bác anh chị thông tin chi tiết để biết thêm cái lô đất của mình nó cần những cái gì và lô đất của mình nó nằm ở vị trí ra sao. Đất mình hiện tại sổ đang nằm ở nhà nha mọi người, sổ là đủ 567 gần 568 thì không có tranh chấp không gì hết, sổ sang tên bất cứ giờ nào trong tuần. Thì nếu như mọi người ưng ý có thể sang tên công chứng ngay trong ngày nếu như cảm thấy ok. Đất của mình thì trên bản đồ là có vẽ sẵn đường luôn nha. Nếu mà test quy hoạch thì đây sẽ là một con đường khá là lớn ở về phía sau nha mọi người. Mọi người nếu cảm thấy được và nếu mình mua được cái lô đất này mà cảm thấy mình dùng đúng mục đích thì mọi người cũng có nên có thể xem xét và biết được cái lô đất mình là sao nha. Đây là cái sổ, cái bìa photo, à bìa chính chứ, bìa hồng. Thì và quý nhà đầu tư nha, thì hôm nay nhà đất Vân Trường sẽ tiếp tục đi quay và giới thiệu đến mọi người với một cái lô đất tổng diện tích là 567 nha mọi người. Với cái con đường này của mình thì ở đây là cái con đường, đường này của mình là lô đất này mà ra tới quốc lộ 26, quốc lộ 28 là khoảng 1 km nha mọi người nha. Thì ô tô là có thể vào đến nơi, tuy rằng đường đất nhưng mà đường đất này nó rất là sạch sẽ nha mọi người. Và cái ranh giới của mình là nó sẽ nằm từ đây, từ ngay cái bờ này phía bên này nó chạy chiền lại đằng kia. Khi mình bay hình Playcam thì mọi người cũng đã hình dung lô đất của mình rất là sạch sẽ nha. Và đất của mình ở đây thì nó đang được trồng cà phê và có một mớ bơ. Đây đây là toàn bộ cái bơ, bơ được trồng theo cái hàng ranh và cũng có trên trên dưới cũng khá nhiều, mình không có đếm nhưng mà mình thấy nó trồng theo là cũng rất là hợp lý. Mà đất của mình thì nằm cái thế mà cũng hơi chuyển tiền nha, cái khu vực này có thể là bằng bằng, mình có thể làm được nhà được cửa, có thể ở. Cái nguồn nước tưới của mình là tưới suối ở dưới nha mọi người nha, suối ở dưới thì nước thì cũng khá là dồi dào, được sẵn là chôn cái đàn ống tưới lên rồi nha. Và đất của mình đã được trồng cà phê mà cái phù sa và cái chất đất của mình là đất đỏ Ba Gian nha mọi người. Đây nè, đây là cà phê mà đã được làm. Và cái tổng diện tích của cái lô đất của mình ở đây, tổng diện tích của mình đây là 567 nha mọi người, mà có trồng khá nhiều cái cây bơ. Đó, đây là cái cây bơ của mình đang được trồng ở đây. Và cái lô đất của mình nó nằm ở ngay cái vị trí mà xã Nâm Nà Đia, huyện Karông Nô của tỉnh Đắk Nông. Thì hôm nay mình lại có dịp về đến tỉnh Đắk Nông thì mình lên một cái video với mấy sào đất để giới thiệu đến cho quý cô bác anh chị. Thì hiện tại chủ nhà cũng đang giao bán cái lô đất này là
với cái giá là 520 triệu trong năm 6-7 này nha mọi người. Sổ sách thì sẵn ở tay, không có cầm ngân hàng không gì hết. Thì nếu như quý cô bác anh chị và quý nhà đầu tư cảm thấy là ưng ý về cái lô đất này, có thể là alo trực tiếp đến nhà đất Văn Trường, hoặc là mình có thể gửi thêm thông tin đến quý cô bác anh chị vào cái số điện thoại Zalo hoặc là cái thông tin chi tiết nha mọi người. Thì đến đây mình cũng xin khép video clip tại đây, mong cho quý cô bác anh chị và quý nhà đầu tư tìm cho mình được những cái lô đất giá rẻ và ưng ý nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những cái video sau nha.